Thưa quý vị, sau cơn bão số 9 thì nhiều nhà dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bị hư hỏng nặng, tốc mái hoàn toàn. Trong đó thì có những trường hợp với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ bà con, anh Nguyễn Văn Thuận, một thợ hàn tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ đã thành lập nhóm để giúp sửa chữa những ngôi nhà này hoàn toàn miễn phí. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành tấm gương sáng về tình người sau cơn bão. Nhận được cuộc gọi từ anh Lưu Phước Linh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, có nhà bị hư hỏng tôn và áp mái do bão đánh bạc. Chỉ nửa tiếng sau đó, anh Thuận cùng nhóm của mình đã có mặt tại nhà của anh Linh để hỗ trợ sửa chữa. Với tinh thần có gì giúp đó, tự làm tự nguyện, nhóm của anh Thuận đã tự huy động trang thiết bị phương tiện để giúp nhiều hộ dân, tương tự nhà anh Linh, khắc phục những hư hỏng sau cơn bão, yên tâm có nơi tránh trú an toàn. Sau bão số 9 thì nhà mình nó bay hai ba miếng tôn ốp tường. Sau bão thì mình có liên gọt xung quanh mấy người mà lắp mấy tôn xung quanh, nhưng mà ai tới 5-7 người, nhưng mà ai tới họ cũng nói là tiếc quá, họ nhận tốn công của họ, rồi họ hẹn này hoặc nọ. Mai mình thấy cái phóng sự về anh Thuận ở trên báo, mình liên lạc thì ngay mình liên lạc cỡ 30 phút sau là anh nhận lời và anh tới anh khảo sát liền. Mình rất là hài lòng và rất thích cái nghiên cứu cao đẹp của anh. Từ sau cơn bão số 9 đến nay, anh Thuận đã hỗ trợ sửa chữa cho hàng chục nhà dân bị hư hỏng mà không hề lấy công. Bất cứ người dân nào có nhu cầu, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để sửa chữa, anh đều không ngại khó khăn để trợ giúp, chia sẻ. Anh Thuận cho biết, khi Đà Nẵng đã yên ổn, nhóm của anh sẽ đi giúp những bà con ở địa phương khác, những nơi khó khăn hơn như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhìn cái hoàn cảnh của dân do thiên tai, chứ không phải là họ là cái dạng mà xí gác nhạc làm. Nhưng mà vì thiên tai thì mình anh em huy động về tình cảm là giúp được cái gì là giúp. Bất kể mọi người và bất kể mọi nơi. Nếu như ngày nay và mai mà Đà Nẵng xong xuôi thì chắc chắn mà anh em là một là đi Quảng Nam hoặc là đi Quảng Ngãi một chuyến. Nghĩa cử cao đẹp của nhóm anh Nguyễn Văn Thuận đã lan tỏa trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội thời gian gần đây. Nhờ đó ngày càng có nhiều nhóm thiện nguyện hỗ trợ cho người dân. Đây thực sự là những hành động cao đẹp, thấm đẫm tình người, sự sẻ chia đùm bọc, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc trong cơn hoạn nạn, thắp lên nghĩa cử cao đẹp của tình người sau cơn bão.